Xin chào tất cả mọi người nhé, chúc mọi người một ngày mới thật nhiều sức khỏe và thật nhiều niềm vui. Cháu Dìa ngoan chào ông bà nào. Vâng, em Dìa xin chào tất cả ông bà, cô bác và mọi người. Hôm nay chơi quả coi như là trên trên hè dưới đông à? Vâng. Trời nóng này đi dày. Hôm nào mưa gió rét thì đi dép. Đi dép. Nó khác khác người tí. Nhiều khi nó vẫn thế à? Phải như thế mới chịu được nhiệt đấy. Chân đông, người ta bảo chân đông dưới hè, đây là mình dưới đông trên hè, chạy ngược đời. Hôm nay hai anh em đang có mặt chỗ đường nhà lên anh Ly rồi các bác ạ. Cũng khá lâu rồi anh em chưa quay trở lại đây. Đó, không biết là dạo này cái cuộc sống của anh Ly như thế nào rồi. Hôm nay thì hai anh em quay về đây thì cũng có một cái món quà của cô Duyên và những người bạn ở bên nhóm thiện nguyện bên Canada của bác ạ. Trước cô Duyên và những người bạn có gửi tổng cho Xuân Thiệu là 2 triệu đồng. Trong cái khoản này thì cũng có 400.000 cô có dành tặng anh Ly khuyết tật để mua đồ của bác nhé. Đó, hôm nay thì anh em mua vào đây rồi, một bao gạo 321 ít đồ nhu phẩm là 400.000 của bác ạ. Bây giờ cũng mời ông bà cô bác cùng theo anh em lên thăm lại anh Ly. Cũng xin được cảm ơn cô Duyên và những người bạn rất là nhiều những cái món quà vào những cái thời gian đang tháng 3 ngày 8 này. Không có gì ý nghĩa bằng rồi. Anh Ly thì hình như mấy hôm trước gặp anh là cũng gọi là không còn gì để nuôi dưỡng ở trong nhà nữa rồi. Không nên còn là gì phải... để nuôi dưỡng á? Vâng. Không biết là bà mẹ về chưa không biết? Cũng không thấy, chưa dạo này lâu lắm rồi, không thấy, chắc là chưa về. Đâu đâu lấy cái túi này anh cho. Lần nọ có một lâu rồi, anh mình vào một lần thì bảo là bà mẹ là vắt ba lô lên đường. Đi rồi. Đi rồi. Đi nhà con gái rồi, không biết là nhà con gái có ở đây không, nhưng mà kiểu như ở nhà cứ hết là đi. Hôm nay thời tiết mát mẻ nhỉ? Hôm nay là được cái là gió. Gió này là gió hành nắng hạn này có gì đâu. Đúng rồi, gió này thì nói chung là không ăn thua. Không ăn thua. Mùa mạt. À đây này, nhưng mà nhà anh Ly ngô lên tích tốt lắm rồi đây này. Ôi dồi, cái này sắp được vun rồi anh ạ. Cái này rồng từ lúc anh em vào đây là đã rồng rồi, bây giờ sắp được vun lên này. Từ lúc rồng xong cái ngô này là mẹ đi đến giờ hay sao ấy? Mẹ đi đến giờ á? Kiểu là có một cái có một lần anh mình vào đây thì thấy hai mẹ con đang làm cái nương này. Nhưng mà lúc đấy là ngô chưa giống thế này á. Lâu lắm rồi. Đây em mở cửa đấy rồi. Chắc là ở nhà thôi. Ây dồi. Hello. Đi đâu hết món chứ ta? Ây dồi. Ơi, tớ. Anh Ly, khi giá tóc bữa nào xế? Khi giá tóc bữa. Xin chào. Ê, đẹp trai thế. Mới đi làm cái gì chân quần ngố rời đi như thế? Có còn còn đẹp nhỉ? Cái này chất đấy, lúc thì khó để giống cậu á. Giống á. Nếu như không có tế là phải không? Giống vậy. À vừa mới đi trồng ngô về. À mới đi trồng ngô về á? Vâng. Ồ, có cả dây đẹp thế. Nhà kho giống hữu. Không tao à? Anh em mình giống nhau á nhỉ? Giờ đẹp như thế nhỉ? Thằng kia nào đây? Này vậy phỏng vậy à? Này vậy bỏ rồi. Dạ. Dạ anh bỏ cái kem ở kia vậy à? Dạ. À đồng bộ của anh Ly. Đồng bộ á? Ôi dồi, nhưng mà cháu này hôm nay lại về đến đây gì à? Lao lòn thiên nọt cháu nỉ rồi. À về đi kiếm ăn gặp nhau á. Gặp nhau kiếm ăn á? Gặp nhau đi kiếm ăn gọi là. Sáng nay là hai anh em đi làm cùng nhau hay như nào? Tại kia nếu mà ở thế là nếu tao xin gì cả một cháu kia vậy à? Dạ. À đúng rồi. Nghĩa là sáng nay cùng nhau đi tìm ăn gọi là hoàn cảnh giống nhau nên là đi là gặp nhau ấy. Đi gặp nhau á? Sao lại rủ nhau về đây? Ta mà tiết đi xí ảo đó này vậy à? À, anh Ly mới rủ về đây. Đây là đồng bọn luôn. Đây là có đồng bọn rồi. Có đồng bọn. Nhân này hôm trước hộ nhà em gì là trồng ngô nên là đi kiếm ăn từng bữa, bây giờ lại về đây. Vâng, bây giờ chú kiểm tra một tí, hình như là đồng bộ là gần giống nhau sao ấy. Đó là lên. Quả lên lên để chú xem nào. Quả tất lưng chứ. Mày khi mà tôi không chú. Kiếm cây dây để đâu ra? Thất lần là chất phết đấy, uy tín đấy. Cho chị tiếng ăn thì đó. À là các khả lấy ở này. Cả hết đi nhặt về thôi. Đi nhặt về. Vâng. Đây đây, con chim cổ không đấy. Ôi dồi, cái khóa hỏng rồi sao ấy? Hỏng rồi. Đấy, cái khóa hỏng rồi. Đặt xuống đi anh. Ôi anh Ly vô quá nên là cũng không thấy nạn đấy. Đây lấy cái túi này để lên đây cái. Vâng. Ồ, thế là hai thanh niên, đấy, một già một trẻ là đồng bọn với nhau là đi kiếm ăn. Ô tuổi già ấy hả? Giờ á? Thế sao nay đi làm cái gì ở đâu? Hai anh em? Tại kia nếu mà thì đó. Rồi tôi hảo cái rồi. À, đi làm nương cho ông về. Đi làm nương cho ông á? À, tôi giờ nhớ sao rồi. À, đi làm nương cho ông bắt ở bên kia về đấy. Mua qua cho bông nó là bây giờ. Bông nó. À, đi làm để có bữa ăn. Trời ơi, thế còn cháu này thì là cũng đi làm cùng với anh gì hay là khác làm ở đâu mà lại biết về đây được? Nên mua cái này thì tao sẽ giữ cái này lỏng này bây giờ. Dạ. Dạ. Cho trai này cửa rất là sạch điệu luôn. Kết nghĩa anh em chưa mà qua đi cùng nhau. Nên của tao dạy có cứ tin thế mà ok. Dạy là gì?
Đấy á. Cửa đẹp đấy. Thanh niên này là 17 tuổi rồi các bác. Đấy, bây giờ là cũng chả có học sinh gì mà. Nghĩa là không có không có cái gì ăn cũng đi kiếm ăn kiểu như anh đi mà thôi. Kiếm được bữa nào thì hai bữa đấy. Nếu mà giờ dù sau nhé giờ thế chồng muốn thế nào kêu bây giờ. Thế là anh Ly bảo là hai đứa đi của hai anh em là giống nhau ấy. Giống nhau á. Ừ. Là cùng nhau đi kiếm ăn. Cùng nhau đồng bọn à? À đồng bọn. Sát nhập rồi. Phải kiếm cái hình đài mới được, hình đệ mới được. Đấy thế này, nhưng mà đi làm cái gì mà cái áo này bẩn thế hả? À. Ông mùa này đi đi e có chi đó. À đi địa phân. Địa phân á? À địa phân. E có chi luôn à? À địa phân là dính hết vào đây. Dính hết vào đây á. Thế là về nhà anh Ly ngủ à? Nó là tôi lấy bữa đó. À đi về ngủ với anh Ly. Bạn này là anh Ly là có đồng bộ rồi, gặp vui rồi nha. Thế anh Ly mẹ về chưa? Anh Ly một sáng tay chỉ tao bỏ thế hả? Một chỉ tao mà. Chỉ lo. Một nhóm đế sự. Đế sự. Anh Ly bảo là quả này lâu lắm. Lâu lắm đó. Từ cái đợt đi vừa rồi kia là đến bây giờ là cũng chưa về lần nào. Thảo mua sáng tay thì tao lỏ. Một chỉ tao lỏ. Từ trước anh em mình có vào đây một lần ấy thì là mẹ đi từ lúc anh Ly bảo là xách đồ mọi thứ đi là đến giờ luôn. Kiếm được quả quần ngủ đẹp nhé. Cái quả quần thì quả áo ba lỗ. Quần này rất là ok rồi. Rồi quá. Thế là sáng nay là hai anh em là đi địa phương cùng nhau à? Nãy tao kiếm một còng một tí chi ok vậy. Đi địa phương cùng nhau nên là mới gặp nhau ở một cái nơi địa điểm đó. Thế mình có kiếm được cái gì về ăn chưa? Và mềm mén hay cái gì về không? Phở phở ngắt. Hả? Anh Ly bảo đi làm được một tuần cho hộ nhưng mà chỉ đi ăn ở hộ thôi. Ăn ở hộ hả? Vâng. Thế thì bây giờ về thế này là cũng không có cái gì ăn nữa à? Nhiều lò đi mà chúng ta chín rồi hả? Anh Ly bảo là mùa này là mùa đói nên là nhà nhà cũng thiếu ăn ấy thì anh Ly đi là chỉ chủ yếu là ăn ở chỗ người ta thôi. Người ta cũng không cho về được. Nhưng là chỉ muốn cưới ngày đầu chết à? Chỉ mất cười á. Quả này là kiếm được một đệ tử. Chỉ dạo mua ok thế đi. Tiếp của hai cái tạp đó. Ý là mua thì mà chỉ cho lan nhó rồi. Anh Ly bảo là kiếm được thằng em là bây giờ là đi đâu cũng có bạn rồi. Nhưng mà em trai ra đây xem nào. Mấy lớn đi. Đó nè, rìa đấy, rìa em đấy, dìa. Đây là rìa thứ hai. Rìa thứ hai đấy. Thầy tuổi nhìn nhờ chỉ con thế này. Đây là xuất hiện một vị. Nhưng mà đi điệu phân thì mình còn còi như thế, đi điệu ít thôi, điệu nhiều quá lại không lớn được mất. Nè, ông một cái team em quá nhá, đó nè. Ngay ngay. Xem nào, xấu hổ gì? Ngay ngay. Một cái có chị chỉ tao em mẹ nhá. Em mẹ. Em mẹ nhá. Cứ sợ. Kiểu là đăn phần ấy, cái kiểu hoàn cảnh như hai Ly với lại anh Ly với lại em dìa này thì đi làm sợ không được ăn ấy, nên là cứ cố làm. Cứ phải cố mà làm thôi đúng không? Nhưng mà nhà cách đây có xa không? Trẻ nhỏ thì đấy chỉ đây là thôi bây giờ. Đấy. Đấy á. Xa lắm. Xa lắm á. À. Ví dụ em trai này thì đi sang đây rồi, thế còn mấy anh nữa, thế bố mẹ thì đi tập đâu? Thì đưa chị nhà càng gặp thêm một người giỏi lý nào. Ngọc một giỏi lý là ngọc mấy gì? Ngọc một giỏi. Bố mẹ cũng đi kiếm giống mình thôi. Thế là khác người khác đi. Đúng rồi, khác người khác đi. Thế hai anh thì đi phương nào? Anh có tí nào đi? Nhiều như đấy. Nhiều như. Ôi khác người khác đi. Khác người khác đi. Mua kem mà chị tao nói rồi hả? Chị tao nói. Nếu mà đi ba anh em mà đi cùng nhau thì gọi là không tìm được việc. Nghĩa là nhiều đông quá đúng không? Đông quá. Thế đến tối có về không hay là lại ở đấy với anh đi? Đủ và người anh cả bộ lò chơi lò ý là gì anh cả lò lì bứ lò anh cả mất cái món tiết lò món bên hông tiết lò ý sao cái món tiết lò gọi là có hôm thì về mà có hôm thì cũng gọi là không gặp nữa. Thì chắc là cũng gọi là cứ đi tìm có ăn rồi thì hôm sau lại đi tìm nhà khác chắc kiểu thế. Trời ơi, là bây giờ cứ đi gặp. Cái kiểu này bây giờ còn người ta còn có mùa ngô mà kiếm được ý là người ta hết mùa ngô thì đi kiếm cái gì thế xem mà. Nhà nào có nhiều bò, nhiều dê, nhiều lợn thì mình xin vào đấy để mà giúp người ta chăn bò, chăn dê, còn có miếng ăn qua ngày, còn ở đấy mưa gió các kiểu không đi làm vẫn có ăn. Cứ như thế này thì đúng là ví dụ mưa gió không đi làm được thì lại phải nhịn đó. Đúng rồi. Nhưng mà chỉ muốn thế thì thử mua nhau mua chỉ xem mà muốn thế là chỉ mua hả? Chỉ mua.
ông thiệt là thiệt đấy chú. Em bảo thế thử đi tìm xem là ai có dê có bò nhiều ấy, để đi chăm dê trong hộ để có được cái miếng ăn ấy, thì em gì cũng bảo là đi tìm rồi nhưng mà không ai có nhiều bò nhiều dê để cho mình chăn đâu. Có mỗi nhà thì mình chăn không khéo là để người ta tuồng mất hai con người ta đuổi. Nhưng mà cũng tội anh ạ. Bởi vì không phải có ý ấy, mà đấy là đúng rồi. Nhưng mà cái nhà kia nó kiểu gì nhỉ? Đúng rồi. Bây giờ người ta còn như này người ta đi kiếm miếng ăn này không cố ý đâu nhưng mà đấy cái chẳng may, nhưng mà lúc đấy nó cũng kiểu là người ta xót của ấy. Hai đúng. Con bò nó nhiều tiền lắm ý đâu. Kiểu là hoàn cảnh của gia đình em này thì cũng nghe bố mẹ và hàng xóm cũng kể thì lúc còn nhỏ rồi, gọi là đời này đến đời khác là cũng gọi là kiểu là gia đình cứ tuần để đi kiếm ăn như vậy. Thế là hai anh trai của cháu em rìa này lớn tuổi chưa không biết? Thế là nó lỏ á? Lỏ. Thế chính là nhà ta là? Nên cao tay trong một sao á? Nhà lỏ tấm à? Mùa. Bảo là hai anh trai lớn lắm rồi, trên 20 tuổi hết rồi. Nghĩa là kiểu hoàn cảnh như vậy không không ai người ta dám lấy. Này mình lỏ lỏ thì cho nhẹ chỉ muốn lòng cao như vậy nhở? Này lời chỉ thắt lòng cao là lòng cao chỉ chưa? Chỉ chưa. Chẳng có chị chưa? Em bảo là thế là hai anh không đi tắm gái hay là gái không tắm hai anh? Thì bảo là gái không tắm hai anh. Gái không tắm hai anh. Do là cái hoàn cảnh quá anh ạ. Biết làm sao được. Vâng. Thế này thì đúng à. Đấy, bây giờ thì hay có hai anh em làm đồng bọn nhau rồi. Cứ đi đâu thì rủ nhau đi thôi. Nhưng mà ví dụ có người ta chỉ cần một người thôi thì chỉ được một người thôi. Hai người thì làm ví dụ nhà người ta cũng không cần đấy nhiều đấy. Nếu mà nhá, bác bảo này, nếu mà đã đi về đây với anh Ly mà cùng đi kiếm việc làm ấy, thì cứ đi thôi nhá. Nếu mà đi không có gì ăn thì quay về với anh Ly để ăn gạo này cũng được. Anh Ly nhá, cho em nói nếu mà này, hôm nào không kiếm được việc thì gần đây thì hôm nay em mua một bao gạo này về rùa đến này. Đấy, thì em nó cũng tội lắm. Bây giờ thì nói chung là cũng hoàn cảnh cũng đi kiếm từng bữa qua ngày thế này thì không có, thì thỉnh thoảng vào đây thì cứ nấu cho em ấy bữa cơm cũng được nhá. Thế nhà mình còn mềm mén này cái gì nấu không? Phổ một chú mọc mong ổn rồi. Chú mọc mong. Cứ nghe bác nói xong thì cứ ở. Xong một câu chuyện cứ ở, chắc là không chưa hiểu. Mọc mong ấy, thọ từ mua cho châu từ bó từ giá là mua tôi mà ua ra tổ ní nó thế nhá. Nếu mù ua rõ kia mà hài này mù rõ mù rõ nhá. Bây giờ có bạn này. Có bạn rồi. Anh Ly này thì chịu khó lắm. Hình như là nhà nào cũng thấy đi làm để mà kiếm bữa. Anh Ly thì được cái đôi chân với lại cái gọi là cái mắt thôi. Còn về cái thân thể thì anh Ly cũng là rất là khỏe rất là khỏe mà. Đúng rồi. Này cơ bắp đây. Anh chịu uống đi. Ông uống đi. Đã xem nào. Ủa, xin chịu. Ông bỏ sát tiền chưa? Ông uống đi. Làm gì em gì thế nào? Ông mà. Chú chú rổ. Nhẹ nhẹ. Làm lực sĩ cái xem nào. Chú chú rổ nhẹ. Nhẹ bắt đi ta. Chú chú rổ nhẹ đi. Nhẹ đi. Nhẹ đi. Nhưng mà làm quả áo đây là hơi uy tín đấy anh ạ. Phải đi đá rồi gùi gùi phân các kiểu làm mầm mầm ấy có phải đơn giản đâu nhỉ? Mình cũng phải chịu khó như thế mới được. Nhiều người bảo là anh Ly là cái phía bên dưới thôi, còn phía bên trên là anh Ly là khỏe lắm. Nhưng mà không dưới vẫn còn được à? Chỉ có được không ạ? Nhiệt cho cái nữa. Anh Ly bảo cơ bắp mình cũng thích à? Anh Ly bảo ngay cả anh Ly cũng thích cơ bắp của mình mà. Mình cũng thích mình á. Thế là từ sáng nay là hai anh em đi làm với nhau à? Như nào? Tại cái mũ ok là phải không? Mà ok là sáng nay là đi với nhau về đấy. Thế là bây giờ là làm xong là mới về đây nghỉ ngơi. Đúng rồi. Thế chiều còn đi tiếp không? Đi mình chỉ múa mà. Đi chỉ múa mày chứ. Tí nữa vẫn còn đi nữa. Vẫn còn đi á? Vâng. Đi địa phân à? Vâng. Thanh niên này có quả. Nếu mà còn đói thì lấy gạo kia về nấu ăn. Hôm nay thì em vào đây thì cũng có một cái bao gạo món quà này của cô Duyên và những người bạn ở bên nhóm thiện nguyện bên Canada có gửi cho anh nhé. Trị giá 400.000 nhé. Một bao gạo với một túi nhựa phẩm kia, mắm muối, dầu ăn các thứ kia nhé. Mẹ xin xin tiến hết đi. Ê, dạ cha. Nó có thấu thích dần dạy cho mình chẳng mua tục bó là Duyên tiết là cho phong dự nhớ đặt là Canada này mua tàu cho thấu thôi nè. Tàu ổn nhé. Rau xếp rồi, rau xếp. Vui lắm. Vui lắm. Sao xinh hả nhớ? Ló đi, xa tìm. À gì đắt đặt hả? Xa xinh được bó là. Được phao rồi. Cháu sẽ chủ phá hết gì này. Được phao Duyên tiết là cho phong dự nhớ là Canada ấy. Cho sẽ chủ phao chia thế chủ phao đặt ra để đà mà mất xu mốt phải mất cho lộ chủ anh ngon
Ấy nhờ, có được vợ là vui rồi phải không? Anh Ly cũng rất là cảm ơn đến các cô đã ủng hộ cho anh Ly là một cái bao gạo. Trong thời gian vừa qua thì anh Ly cũng bảo là không có cái gì để ăn nữa rồi. Nên là gặp độc vợ của anh Ly thì hai anh em là đi kiếm ăn cùng nhau thôi. Nhưng mà kiếm được bữa nào thì ăn bữa đấy, hết rồi. Cũng là cảm ơn cô Duyên và những người bạn rất là nhiều. Đó, những cái món quà không có cái gì ý nghĩa bằng rồi. Tháng 3 ngày 8 này là cái mùa đói của bác ạ. Mùa này thì đang mùa mùa nương. Anh Ly thì các bác cũng biết rồi. Đó, cũng một mình cũng gọi là tự đi xoay sở kiếm bữa ăn qua ngày thôi. Có mà mẹ thì đi nhà con gái khéo khéo là cơm no rượu say ở đấy rồi ấy nhỉ anh Ly nhỉ. Có phải không? Nếu niệm một thời gian mà chơi một no nó chả học cầu. Dùng mà. À, anh Ly bảo là đúng rồi. Giờ này chắc là rượu say rồi đấy. Rượu say. Những cái ngô ấy, cái ngô là nhà mình dùng hết chưa? Đợt trước em lấy cái giống cho vào kia dùng hết chưa? Cho bác cứ cho ta đâu. Cho ta đúng. Rồi ngay bác nó cứ đó cho là ta là chị ta. Cho ta. À, anh đi bảo là dùng hết rồi. Ồ. Tức là đi dùng hết rồi đi thăm xem nó có con sâu hay con gì nó cắt không để mình dặm vào. Ông một xuống. Ông một xuống thì cũng mua cái gì nó cái gì kia. Chị muốn muốn gì? Muốn đi lọt. Ăn gì lọt á? À, đi dạo về rồi đấy. Đi dạo về rồi á? Vâng. Ồ, thế là tốt. Anh Ly à. Bây giờ bảo nhá, bây giờ bà đi như thế rồi, bây giờ nghĩa là bà như thế, khả năng là cũng có cái lý do riêng của bà ấy. Bà để anh khắc biết tự lập, tự làm như thế. Thì bà mới yên tâm ấy. Tại vì là bà cứ ở nhà, bà làm hết, đâm ra đợt trước em vào em thấy là anh cứ suốt ngày ở nhà như vậy thôi, không hộ bà cái gì. Đâm ra bà cứ phải đi như thế để anh khắc biết kiếm ăn, nó tự lo. Mai mốt thì bà không đi làm được thì không phải lo về anh nữa. Ừ. Thế rõ này mỗi ngày mà nên sớm mua đi cái có thế thì u hao lực suy bộ gì xin này nhỏ à? Nhưng mà nên mua đi mà dùng cái phong đó là chú à? Nhớ này nhỏ. À, anh Ly bảo là mẹ đi như thế rồi, hầu như cái gì cũng đến tay mình nên là mình chủ động hơn. Đúng rồi, phải chủ động đấy chứ. Nhưng mà hôm nay làm quả quần hơi uy tín đấy, nhìn thấy đấy nữa này, trên đồng giấy hè thế này. Ừ, phải nói là thắt lưng. Ừ, anh em này còn quả thắt lưng thế này. Ôi dồi, chỉ mất khát, chỉ mất chi tiền mày nhá. Giấy đấy là giấy. Nhưng mà cái khóa này hỏng, lúc này lìa rồi. À? Ê, như thế này, con chim mới không bay ra. Rất là khổ thân. Rất là tội nghiệp. Là còn cùi nữa này. Xem giường của thanh niên kia đã. À, còn gà thế là tốt rồi. Toàn màu hồng đấy anh Ly ạ. Toàn màu hồng hết đấy. Nhưng mà cái giường quần áo các thứ đi làm về bẩn là không được trèo lên giường ngay luôn nhá. Cho khán giả ha thì mua tết là mà chỉ chơi hậu ra tập vào ấy. Đã khán giả hú xin cho tay cho tay hú xin mà một nhá. Ừ. Anh Ly là dạo này là biết giữ gì. Rồi, thanh niên thì mình phải khác những gì thay đổi gì. Cứ mỗi lần anh em vào cứ thấy cười khẽ khẽ thế là được rồi. Phải không? Sao lại tôi bỏ rong này rong xe. Rong xe. Thôi nhỉ, anh em mà có đi làm cái công việc gì thì đi làm thôi. Nếu muốn thì nếu muốn đi nhé. Hai thanh niên. Ôm máy bay cho lá. Bye bye. Bye bye. Có hai cái điểm cửa là phải nói là đồng bộ là phải. Bạn này có đồng bọn này nhìn khí thế lên hẳn. Anh mình đi thôi. Thôi anh em mình cũng đi thôi. Trời nắng rồi này. Nhưng mà cái ngô này là sắp có được á anh Ly ạ. Ôi cho bác cười. Ôi cho bác cười, nhớ toàn thua đó. Yo. Ừ. Bên thì á, tôi phải nào đây chứ? Anh Ly bảo là hết tháng này là vu được rồi. Hết tháng này vu nữa. Vâng. Thế này cái cây bí này là mấy dòng à? Cho nó to nha, cho to cá rồi. À, bí này là dòng sau. Dòng sau á? Vâng. À, bây giờ xem cái chỗ nào ấy cho mình gieo rau xuống để mà mới có rau ăn chứ. Mất học từ gì mà cho mình chỉ rau rồi, giờ tao rau đâu. Ừ. Thế này, nhìn thẳng ấy, em đứng cái này có nhìn thấy em không? À, anh chỉ nhìn vào bảo lão nó bảo những tình gì à? Tức là nhìn em thì anh phải nhìn như nào mới thấy em? Rồi, anh chỉ là ở sáng thì bảo lão ở sáng thì này bảo rồi, sáng thì này bảo rồi nhá. Nhá nhá, rồi rồi. À, anh đi bảo đứng như thế là nhìn thấy hơn. À, đứng như thế là mới nhìn thấy em á. À? Thế lần sau đi gặp anh đi thì cứ thấy anh đi, anh nhìn thẳng là phải tránh đấy. Anh nhìn thẳng là không đúng hướng rồi. Không đúng hướng rồi. Vậy thì lẽ lẽ như thế là mới đúng hướng đúng không? Đúng rồi. Anh Ly là nếu mà giả sử em nhìn anh Ly là phải đứng như thế này mới nhìn thấy. Nghĩa là nó kiểu như là anh là bị cái mắt hơi kém ấy. À. Nó phải nghiêng nghiêng đi thì nhìn thấy kiểu như dạng lẽ lẽ nhỉ. Đúng rồi. Ồ, thế này được rồi. Bây giờ năm nay có ngô rồng cái này là năm nay khả năng là có ngô ăn rồi anh ạ. Xong đến mốc bắt cứ nó. Không phải đi kiếm ăn kiểu như từng bữa như bây giờ nữa. Cứ có ngô là được. Nhưng mà không được lười là được, phải làm thì mới có ăn nhá. Chúng ta sẽ khứ nhá. Ừ. Ừ.
Cố gắng lên. Thôi anh em mình đi thôi. Vâng. Ê múa. Em nhắn em. Múa bên nông tua. À, anh Ly bảo là nhớ đi ngày kia là vào chơi, nhìn vào chơi anh Ly nhá. Nhìn ngày kia á? Vâng. Thế có vụ gì mà vào chơi? À, cũng là chỉ là chỉ muốn gì mà mời anh vào, mời em vào. Yêu tôi mà nó xe hả? Anh Ly bảo là anh mình đến vui lắm. À đến vui rồi gì? Được. Cứ đi làm thôi. Giờ thì không biết là lúc nào em vào đây được thì thỉnh thoảng em qua thì em ghé vào thăm rồi nhá. Ôi ừ, gió thế. Gió quá. Gió này gió hành. Ôi 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 ôi. Thế mà chết rồi. Thế mà thế rồi. Đến gió cứ bay cả người. Bây giờ anh em đi thôi. Cũng chào ông bà đây thôi cô bác ạ. Cũng hẹn gặp lại các bà và các bác ở những tập phim sau. Hôm nay cũng rất là vui rồi, có những món quà cho anh Ly để mà dùng bữa qua ngày các bác ạ. Đấy. Đây này, cây đỗ này, cây ngô này, với lại cây bí này. Với lại cây gì nữa? Tam giác mạch nữa này. Tam giác mạch cắt đấy, kiểu luôn các anh kiểu ạ. Kiểu ở trong cái nương như thế này. Đây này còn nương này chưa rồng đấy này. Nương này cũng chưa rồng được. Ừ. Rồi, mình đi thôi nhỉ. Xin chào thôi.